Nhắc về nhạc thiếu nhi của miền Nam trước năm 1975, thường người ta nhớ đến Ban Tuổi Xanh của kịch sĩ Kiều Hạnh phụ trách, là khởi điểm của nhiều ca sĩ nổi tiếng đã đi hát từ thuở còn thiếu nhi trong Ban Tuổi Xanh như Mai Hương, Tuấn Ngọc, Hoàng Oanh, Quỳnh Giao, Phương Mai. Ngoài hoạt động biểu diễn trên sân khấu và tham gia trên đài phát thanh Sài Gòn, Ban Tuổi Xanh còn có phát hành băng nhạc vào khoảng năm 72, băng nhạc thiếu nhi Ban Tuổi Xanh. Đây là băng nhạc duy nhất của Tuổi Xanh được phát hành. Những ca khúc thiếu nhi của Ban Tuổi Xanh đã trở thành một phần ký ức của lứa tuổi sinh ra vào thập niên 50-60 ở Sài Gòn, được nuôi dưỡng tinh thần bằng những ca khúc nhi đồng vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay, như Rước Đèn Tháng 8, Thằng Cuội, Mùa Thi, Một Đàn Chim Nhỏ, Ông Ninh Ông Nan, với những giọng ca hồn nhiên trong trẻo của Ban Tuổi Xanh. Từ khi thành lập, Ban Tuổi Xanh phát triển liên tục và ổn định trong suốt 22 năm, cho đến năm 1975 thì ngưng hoạt động. Đó là một chặng đường nghệ thuật dài và mang tính chuyên nghiệp. Các thế hệ ca sĩ nhi đồng đến ban để được luyện tập từ nhạc lý đến biểu diễn. Không chỉ tập luyện lời ca tiếng hát mà còn được dạy múa, diễn kịch. Ban Tuổi Xanh, từ người đứng đầu cho đến các ca sĩ nhỏ, cùng ý thức chung xem việc biểu diễn nghệ thuật là nghiêm túc. Người thể hiện ca khúc tuy chỉ là những em bé trên dưới 10 tuổi, nhưng phải vững nhạc lý, biết cách thể hiện giọng ca và cảm xúc của mình. Trong những tiếng hát Tuổi Xanh, thính giả vẫn chưa quên hình ảnh và giọng hát của em bé Phương Mai. Cô đã ca diễn trong bài Một Đàn Chim Nhỏ hay như bài Mùa Thi. Sau một thời gian dài không xuất hiện trên màn ảnh, chương trình Bước Chân Dĩ Vãng đã may mắn mời được cô để cô kể lại những kỷ niệm êm đềm trong đời ca hát của cô, cũng như những ký ức về ban thiếu nhi Tuổi Xanh của nghệ sĩ Kiều Hạnh mà cô đã cộng tác trước năm 1975. Chào cô. Dạ, xin kính chào quý khán thính giả yêu mến và Jimmy. Dạ, hôm nay Jimmy cảm ơn cô Phương Mai đã dành cho Jimmy Show một buổi tâm tình. À, nhiều khán giả người ta cũng không biết là em bé Phương Mai ngày xưa bây giờ ở đâu. Bây giờ xin cô cho biết là cô đang ở đâu bây giờ. Dạ, Phương Mai hiện tại giờ kia cũng đang ở Orange County. À dạ, dạ. Thì cũng đi làm. Dạ vâng. Ngày xưa đó con thấy là mỗi lần mà giới thiệu hoặc là trên báo chí, trên những cái poster mà quảng cáo đó có cô đó, thì người ta ưa để chữ là em bé Phương Mai. Bây giờ sau 30-40 năm thì chắc không còn là em bé nữa rồi. Dạ. Thưa cô, nhắc đến cô thì nhiều người cũng hay có cái sự nhầm lẫn là Phương Mai rồi Phượng Mai. Dạ. Phải không? Dạ. Hồi đó cô có bị ai mà nhầm lẫn hai tên hai người không? Tại vì cùng một lứa, một cùng thế hệ. Hồi đó đó thì hình như là không. Ừ. Nhưng mà có thể là sau này đó thì dạ, có nhiều người lầm. Dạ. 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 Tại vì hồi đó đó là Phượng Mai á, là cô đấy là chỉ có hát ra hồ quảng thì dạ, cải lương hồ quảng. Ừ. Còn Phương Mai thì hát về tân nhạc. Dạ. Dạ. Cho nên sau này có những bài hát trên YouTube ghi là bài Mùi Xuân Gửi Em đó cô. Dạ. Mùi Xuân Gửi Em thì ghi là Phượng Mai. Và lên nghe thì không phải là giọng cô Phượng Mai. Dạ. Mà là Phương Mai này. Tại mới đúng nha quý có vị. Có thể là người ta không nhớ. Dạ, dạ. Thưa cô, nhắc đến cô thì nhiều người nhắc đến Ban Tuổi Xanh. Dạ. Nhưng mà trước khi nhắc đến Ban Tuổi Xanh đó, cũng xin cô cho khán giả được biết là cô quê ở đâu và từ đâu mà cô vào Sài Gòn. Dạ. Cô đó là, thật sự là cô là sanh quán ở Đà Lạt. À, Đà Lạt. Dạ. Rồi thì gia đình ba là quân đội. Yeah. Rồi buôn bán thì cái má có cơ sở buôn bán, thành ra có cơ sở làm ăn ở Nha Trang. À, Nha Trang. Rồi xong thì có vô Sài Gòn. Yeah. Yeah, thì ở Sài Gòn thì Phương Mai hồi ở Nha Trang, Đà Lạt rồi Sài Gòn. Sài Gòn là sau này đó là đi học. Yeah. Thành ra vô Sài Gòn vừa đi học. Nhưng mà gia đình thì vẫn ở Nha Trang. Yeah. Làm ăn ở đó. Thành ra Mai ở Sài Gòn có một mình nè. Ồ vậy hả cô? Ăn rồi đi học ở đó. Dạ. Dạ. Là học nội trú hay học gì? Không, không phải học nội trú, học rồi mình trả tiền. Ừ. Ở ngoài mình ở ngoại trọ trú, đó. Ở trọ đó, ở đúng rồi. Dạ. Dạ. Rồi từ đâu mà cô lại bước vào con đường văn nghệ? Ai giới thiệu hoặc là ai dạy cái cô? Đó cũng tình cờ. Cái đó thì bạn bè nó rủ nó đi chơi.
Xong rồi thì là đi chơi, thì là bữa đó thì cô đó cô rủ Mai đi tới, cho nói là nghe nói là cái chỗ ban Tân Dân Nam á, ban Dân Nam á, thì đã đang cần người, thì mình tới mình thử. Xong rồi cái Mai nó ở cho đi ấy. Đi thì là cô đó cũng được, nhưng mà không biết làm sao đó thì có lẽ là gia đình không muốn cho cô đi. Thành ra thì Phương Mai thì nhận thì ông nghệ sĩ Tùng Lâm á, ổng làm ở ban Dân Nam. Đúng rồi, đang tham gia ban Dân Nam. Thành ra ổng đang làm ban Dân Nam á, thì ổng mới nói là đang cần một vai gấp lắm. Thành ra một người nữ nhỏ đó để đóng kịch. Thành ra ổng thử, ổng thử thì ổng thử Phương Mai rồi ổng thử cô kia, thì sau cùng ổng nhận cô. Ổng nhận cô thì cô cũng thử thôi. Làm rồi xong mà, nhưng mà chịu không nổi bệnh hoài. Tự vì thức khuya không được với lại năm đó cô bao nhiêu tuổi? Cô đó cũng nhỏ lắm ạ. Cô chừng 10 tuổi. Còn cô? Cỡ đó. Cỡ đó. Cô cũng khoảng 10 tuổi. Cô cũng cỡ 10 tuổi. Thì cô đi hát ở cỡ đó. Bắt đầu từ đó là xin vào ban Dân Nam. Dân Nam. Tân Dân Nam hay là Dân Nam cô? Hồi đó là đầu tiên là Dân Nam, xong rồi khi cô vô là đổi là Tân Dân Nam. Tân Dân Nam. Thưa cô, con thấy có một cái bức ảnh mà cô chụp với ông Tùng Lâm mà cô cũng còn bé bé. Rồi có một cô nhỏ nhỏ hơn nữa, là cô là cô gì? Cô đó là tên là Phương Dung. Phương Dung. À, Phương Dung. Vậy là cô có học lớp nhạc của ông Tùng Lâm hay không? Tập cô thật sự là học nhạc thì không phải. Nhưng mà ổng là cái người giống như nâng đỡ. Nâng đỡ, ổng là người giới thiệu rồi hướng dẫn cô với mấy người khác như là Trang Thanh Lan, Phương Anh này kia cái nọ hồi đó. Ồ, rồi tên Phương Mai có phải là ổng đặt không? Phương Mai là ổng đặt luôn á. Hèn chi. Ổng đặt luôn, ổng đặt luôn là ổng đặt luôn Phương Dung luôn. Rồi ổng đặt Phương Anh. Phương Anh, một loạt ca sĩ mà có lót chữ Phương á. Vậy tên thật cô là gì? Tên thật cô là Nguyễn Thị Thu Sương. À, Nguyễn Thị Thu Sương. Thu Sương cũng đẹp mà đặt qua Phương Mai cũng đẹp. Mà chữ Phương Mai đó cô, thì sau này khi mà cô gia nhập vào đoàn kịch của Tân Dân Nam là cô mới có Phương Mai luôn hả cô? Có Phương Mai luôn. Lúc mà cô đóng ở Tân Dân Nam thì cô đóng vai đào gì và cô đóng chung với ai? Thường là cô đóng vai nhỏ không à. Tại vì cô không có lớn. Thành ra cô đóng vai con của những là tài tử như La Thoại Tân, cô Kim Cương, Bích Huyền, Thẩm Thúy Hằng này kia đó, thì cô đóng vai con cô Bích Sơn này kia, những người đó. Cô Bích Sơn, trong một lần con có nói chuyện với cô Bích Sơn thì cô cũng có nhắc cô. Cô nhớ những cái vở kịch nào cô đóng với sân khấu Tân Dân Nam? Tân Dân Nam thì cô đóng cũng hơi nhiều. Cô đóng kịch Đứa Con Chị Bếp. Người Mẹ Tội Lỗi. Nhạc Lòng Năm Cũ. Đóng vai đào con đó. Đóng vai đào con không? Lúc đó cô Kim Cương còn ở Dân Nam chưa? Cô Kim Cương có thể là lúc mà là Dân Nam á, thì cô vào một cái là thì cổ không còn ở đó. Nhưng mà sau này cô cũng có đóng một vài lần với cô Kim Cương. Cô cũng đóng vai con với cô Kim Cương. Cô qua đoàn kịch của Kim Cương. Không phải là qua. Nhưng mà nhằm cái lúc đó chắc là cô Kiều Anh á, cũng bằng cỡ cô vậy nè. Thì là cổ chắc là bận hay là gì đó. Thành ra cổ ở chỗ đó thiếu người. Thành ra cô Kim Cương mới nói cô đóng. Với sân khấu của Kim Cương thì... Với sân khấu của cô Kim Cương. Cô đóng cái vở nào trên sân khấu? Cô đóng Nước Mắt Con Tươi. Nước Mắt Con Tươi. Chắc đóng vai đào con. Đào con cô Kim Cương luôn. Lấy nước mắt nhiều người hả cô hả? Thưa cô, ở sân khấu Kim Cương thì cô đóng chung với những nghệ sĩ nào mà cô còn nhớ được? Cô đóng chung với cô Kim Cương. Rồi ông Vân Hùng. Ông Vân Hùng. Vân Hùng cũng nhiều người lắm. Cô không nhớ hết. Lúc mà ở sân khấu của Tân Dân Nam đó cô, thì cô nhớ những kỷ niệm gì với bà Thúy Hoa rồi cô Thúy Phượng? Cô vẫn gọi bà Thúy Hoa là mẹ đó. Từ ở đó ai cũng gọi bà là má đó. Thì là bà thương cô lắm. Mỗi lần là bà hát là cô bà make up cho cô.
chứ con đâu biết làm gì đâu. Dạ. Và thương con, mà chị Tuyết Phượng á, chị cũng thương con nữa. Ừ. Ta nói cô gọi chị là chị hai. Dạ. À, thì là có một kỷ niệm mà mình thấy là nhớ hoài á, là má Tuyết Hoa đó mới nói là cấm nha, không có được ngồi lên chân người đàn ông nhé. Không được ngồi lên chân người đàn ông. Ok. Mình đâu biết đâu, nhỏ mà. Thành ra ai cũng ẵm mình để chân này nè. Mà không cho đó. Ok. Dạ. Yeah. Ồ, cái đó cũng là cái không. Tại thường một cái sân khấu kịch thì lúc nào cũng đông người phải không con? Mà mình thì đâu có biết. Dạ. Yeah. Nhưng mà bà nói con đừng có bao giờ lên chân người đàn ông. Dạ. Yeah. Đó là cái cách mà bà dạy dỗ như là một người con trong nhà cô ha. Dạ. À, thưa cô, khi mà cô cộng tác với đoàn Tân Dân Nam thì khoảng bao lâu rồi cô lại đi qua đoàn khác hay là như thế nào? Thật sự là cô suốt thời gian đó là cô không có đi qua đi lại hết trơn. Ừ, chỉ ở Tân Dân Nam. Chỉ có Tân Dân Nam. Dạ. Rồi thì cho đến khi mà cô lớn lên thì cô vẫn đi học, vừa làm vừa học. Thì lớn lên một chút thì là làm để phát thanh. Dạ. Thì cô đi học thì cô chú trọng về việc học nhiều. Dạ. Thành ra sau đó thì cô không có hoạt động nhiều về kịch này kia đúng nữa rồi. Tại vì mất thời giờ quá. Đúng rồi, thành ra cô nhất là năm đó cũng gần năm thi rồi đó. Dạ. Thành ra cũng muốn đi học. Thì là cô học ở trường Bá Đồng. Dạ, trường Bá Đồng. Thì là cô ở nội trú, với nội trú ở giống như là ở trọ đó. Ừ. Thì là mẹ Kiều Hạnh của cô đó, tức là mẹ của chị Mai Hương á. Dạ. Thì là bà thương cô lắm. Dạ. Bà tới thì bà thấy cô cứ ở trong nhà trọ đó. Ừ. Rồi xách nước, rồi cho gà ăn này kia kia nọ đó. Từ công việc của mình lên như vậy đó. Ở trong đó ai phải làm vậy đó. Ừ. Xong rồi thì là mình giúp người ta mà. Dạ. Thì bà mới thấy, bà mới nói thôi giờ chị Hương với chị Tuyết này kia cái nọ đã đi lấy chồng rồi. Thì nhà còn không có ai, con về con ở với bác. Lúc đó bà còn gọi là bác. Dạ. Thế thì Phương Mai chịu liền. Dạ. Về đó, ở đó thì ở cái gác sâu của chị Bích Tuyết. Dạ, dạ, dạ. Vậy là xem như cô là dưỡng nữ của cô là, ông bà. Là sau đó là ông bà nhận cô là con. Dạ, dạ vâng. Là việc rất trong ban. Dạ. Soạn nhạc hay là... Là cô giúp. Giúp, dạ. Giúp bà. Dạ. Thưa cô, khi mà cô cộng tác với những sân khấu kịch thời điểm trước năm 75 đó, thì cô có phải đi học hay là có một cái trường nào đào tạo hay không, hay là các người lớn dạy cô sao là cô phải đóng như vậy, hay là thật sự là không có đi học cái gì hết trơn. Ừ. Thì là người lớn trong kịch người ta dạy cho mình. Dạ. Người ta đi trước người ta dạy cho mình. Ừ. Vậy thôi. Ừ. Cô không có thể học trường nào về âm nhạc ấy. Là bằng cái kinh nghiệm mà chỉ có bằng kinh nghiệm những người lớn người ta chỉ cho mình. Cô. Dạ. Dạ. À, con thấy lúc đó có cô Thúy Hồng nữa cô ha? Có, cô Thúy Hồng. Cô Thúy Hồng làm ở chỗ Tân Dân Nam đó. Dạ. Thưa cô, lúc nãy cô có chia sẻ về những sân khấu của Tân Dân Nam, rồi Kim Cương cô cũng đóng kịch qua. Vậy thì con thấy cô có đóng một cái vở kịch ngắn với ông kịch tác gia Vũ Đức Duy phải không? Dạ. Dạ. Thưa mẹ đóng đó là vở Một Cảnh Đời. Một Cảnh Đời. Cũng đào con luôn. Cũng là vai con, từ đó không có ai không ai nhỏ. Dạ, chứ không được đóng lớn. Không ai được cho đóng lớn. Dạ. Thưa cô, bên cạnh nhắc cô trên sân khấu kịch thì cần phải nhắc đến điện ảnh nữa. Xin cô nhắc những cuốn phim nào mà cô đã đóng trước năm 75. Trước năm 75 thì cô đóng hãng phim Mỹ Vân. Dạ. Thì làm hãng phim Mỹ Vân thì cô đóng phim 10 năm giông tố. Dạ. 10 năm giông tố rồi Thế hệ 20. Dạ. Còn bên Liên Phim. Liên Phim rồi có đóng Đôi Mắt Ngày Xưa. À, Đôi Mắt Ngày Xưa, phim này nghe quen lắm, hình như có tài tử nào cũng nổi tiếng Việt Nam đóng phim đúng, đó. Đúng, đó là ông nghệ sĩ Lê Quỳnh. Dạ. Tức Lê Quỳnh. Dạ đúng. Là bố của cô Ý Lan. Dạ đúng. Đó là chồng của Thái Thanh ở đó. Dạ. Dạ. Còn ai đóng trong phim nữa cô? Ở trong đó thì có cô Thanh Nga. Ừ. Cô Thanh Nga thì đóng sau này là lớn, cô đóng vai nhỏ là lớn lên là cô Thanh Nga. À dạ. Vậy là trong phim đó là khi mà cô Thanh Nga đóng vai con của ông Lê Quỳnh hay sao? Không, tức là lớn lên là cũng là con Lê Quỳnh. Dạ, là cô lúc nhỏ đó. Dạ. Khi mà mỗi lần đóng phim như vậy thì có cực lắm không thưa cô? Thì cũng hơi cực á. Dạ. Tại vì phải ở đó hoài. Rồi đi học của cô Hiệp như thế nào? Thì đó cô học dở lắm.
Sorry, thành ra cô bỏ học rồi, thành ra cha trường mới nói cứ đi hát hoài đi nha, đi hát hoài đi. Nhưng mà cũng tạo điều kiện cho đi sinh hoạt văn nghệ phải không cô? À, mái trường Nguyễn Bá Tồng hình như cũng là ngôi trường cũng có nhiều ca sĩ nữ học ở đó Đúng. ha. À, như cô Mai Hương, cô Bạch Tuyết nè là học Nguyễn Bá Tồng, rồi cô nè. Sau này cũng có cô Phương Hồng Ngọc, Phương Ngọc, chị Phương Hoài Tâm. cô Phương Hoài Tâm, rồi cô Hương Lan cũng học Nguyễn Bá Tồng À, vậy nữa. hả? Dạ, Vậy nhiều nhiều ca hả? sĩ mình dễ thương xinh đẹp từ Nguyễn Bá Tồng ra. Đó là trường nữ trung học hay sao cô? Nữ trung học. Dạ. Thật sự là trường đó nó chia hai ra. À, Bên này là con trai, bên này là con ok, gái. dạ, cái khu nữ là riêng. Dạ, thưa cô, phim ảnh đó thì con còn thấy cô sau đó có đi chuyển âm nữa phải không? Có. Thì là cô làm hãng phim Mỹ Vân. Nhưng mà ở đó thì cô cũng có làm thêm về cái chuyển âm phim. Thì đó cô có được tiền thêm. À, cái Có nghĩa là công việc giống như là part-time. Con không có hình dung được cái thời điểm đó chuyển âm nó như thế nào. Hồi đó là chuyển âm thì cô không biết bây giờ thì sao, maybe high tech and different. Chứ còn hồi đó đó thì cũng cô thấy cũng rất là simple, không có gì đó. Người ta thấy cô thấy người ta để cái cây, Cái cây. một cái cây như thế này, cái cây như thế này đổ cái màn hình, Ok. rồi màn hình nó chạy như thế này, Là chữ. nó chạy chữ đó, Ok. thì rồi nó chạy chữ chữ nó đụng tới cái cây là mình nói, Ok. mình phải ngó theo cái miệng của Và diễn viên. cái diễn viên Ok. ở trên đó, mình phải nói. Thế người ta ngừng thì mình cũng phải ngừng. Ok. Nhưng mà cái hay á, của là cái người mà viết cái script á, Dạ. là họ canh làm sao mà cái tiếng nói của cái người Chuyện âm. chuyển âm phim đó Dạ. hả, miệng thì trên nó cũng hả, Ok. cái chữ nó cũng phải hả, Ok. thì dưới mình cũng phải nói sao có cái chữ nào cũng hả miệng ra vậy Dạ. thì nó mới giống Đúng, dạ. đó. Thành nó thấy thì simple lắm mà cô không biết bây giờ làm sao. Cô không có coi ở bên này. Dạ, mà cái lúc đó đó thì con biết chắc chắn là sẽ không có high tech như bây giờ, là sai một chữ mình sửa lại một chữ, mà thời đó chắc phải sửa là nguyên một cuốn hay là sửa Không một cái không, phân đoạn. sửa từ đó, cái nào mình làm mình sửa tới đâu hay tới đó, Ok. mình học luôn cái đó luôn, Ok, học dạ. cái đoạn đó, nghĩa là trong đó thì đụng vai nào làm vai đấy. À, Thí vai dụ người lớn cũng được. vai người lớn Ok. mà lớn hơi hơi trẻ trẻ, mình nếu mà giọng mình nó hợp á, Dạ. thì hồi đó cô làm chung với lại Tú Tú Trinh, À, cô Tú Trinh. Hồng Phúc. Ông Hồng Phúc là người viết những cái script ra cho mình, Dạ, viết dạ. những cái câu nói, ông coi cái kịch bản ở trên Cái phim cái gốc. đó. Dạ. Ông viết ra rồi mình ngó theo cái đoạn đó, mình học nguyên cái câu đó rồi Dạ. mình giật tới giật lui 2 lần Là thâu luôn. là thôi. Dạ, hình như có cô Thúy Hồng nữa phải không? Có cô Tí Hồng luôn, cô Dạ. Tí Hồng cũng làm chuyển âm phim, rồi ông La Thoại Tân cũng chuyển âm phim Dạ. nhiều lắm. Những phim nào mà cô nhớ mà cô có cô chuyển âm trong đó, để bây giờ con đi tìm lại nghe. Thật sự là cô không có nhớ, Rất tại vì nhiều. cái chuyển âm phim đó là những là phim ngoại quốc, Ok. mình chuyển người ta qua tiếng Việt. Ủa, chứ không phải là chuyển âm phim Việt Nam hả cô? À, lòng tiếng. Không, thí dụ như là phim phim Ấn Độ hay là phim Tàu hay là phim Đại Hàn hay Nhật Bản vậy đó, Mỹ hay là vậy đó, là mình chuyển cho người ta thấy hình ngoại quốc như là nói tiếng Việt. Đúng, đúng. Đó cũng là một chi tiết cũng rất là thú vị cô ha. Thưa cô cộng tác ở sân khấu kịch, rồi chuyển âm, rồi đóng phim, rồi con được biết là cô cộng tác với đài truyền hình số 9 nữa. Dạ. Và từ đâu, cơ duyên từ đâu mà cô đến với ban tuổi xanh của kịch sĩ Kiều Hạnh? À, ban tuổi xanh là như cô nói đó, là sau khi cô về ở với ba mẹ Kiều Hạnh đó, Dạ. thì cô bắt đầu ở đó, thì là cô trước đó thì cô cũng có làm ít ít rồi nhưng mà chưa có ở. Thì là cô về đó cô ở làm con của ba mẹ đó, thì cô cũng làm những công việc giúp ba mẹ, chẳng hạn như là tìm nhạc hay là dạy vũ cho các em, À, những cái vũ nhẹ nhẹ, dạ. rồi xong rồi thì nghĩa là làm những cái gì mẹ cần Dạ. cô Nhưng mà làm. từ đâu mà bà Kiều Hãn biết cô mà mời cô từ đầu vô cộng tác? Cái đó là hình như thật sự là cô cũng không biết là cái nguyên do nào, có thể là tự vì đi thâu đài để kia đó, rồi Dạ. xong rồi thì đi lên đi xuống là nó thấy Bà cô thấy. nhỏ thì là
Thì là tự nhiên, là tự Là nhiên nó có mày. một cái sự tự nhiên Dạ. à, vậy đó, chứ không có phải là gì hết á. Dạ. Rồi về thì thấy thương cô, Ừ. thì ai nói thật là ai cũng thương cô. Dạ, mấy bé xinh xinh. Con thấy có một bức ảnh của ban tuổi xanh rất là kỷ niệm, có cô nè, có cô Phương Dung, rồi có nhạc sĩ Quốc Dũng nữa. Vậy là ngày xưa nhạc sĩ Quốc Dũng cũng trong ban tuổi xanh. Có anh Quốc Dũng ảnh hát song ca với cô. À vậy hả? Dạ. Bài thường là những bài gì? Thường là những cái bài là lâu quá rồi cô cũng nhớ, nhưng mà thường hay hát chung và cũng hát chung toàn ban luôn, Dạ. mà cũng có hát cái nhiều khi ảnh cũng đờn mandolin á Dạ, về dạ. hát À, cô đó là cái. Phương Mai mà nhạc sĩ Quốc Dũng ngày xưa cũng hát chung với cô. Sau này ông có bài Mai thì không biết có phải là Phương Mai hay không hay là Mai nào. Cái đó ngày mai không có biết, Phương Mai không có biết, cũng Ok. mới vậy hỏi. Bởi vì những người bạn của nhạc sĩ Quốc Dũng hình như là Mai, tên Mai hơi nhiều ha. À, thưa cô, nhắc đến ban tuổi xanh đó thì con thấy có cuốn băng, à cuốn băng này, ban tuổi xanh được thâu âm, à, cô hát cũng mấy bài trong đây. Dạ đúng. Cô nhớ những bài nào ạ? Hình như là có bài ông đỉnh nông nang, Nàng. bài mùa thi, Bài mùa thi. bài một đàn chim nhỏ. Dạ vâng. Thằng của ai yêu chị đó là một bài mà thường mỗi lần trung thu thiếu nhi ưa hát cô ha. cô thích cái bài mùa thi Ừ. với lại cái bài một đàn chim nhỏ lắm. Dạ. Là vì sao? Là cái bài một đàn chim nhỏ đó làm như ông Phạm Duy ông đoán trước những khi là có phi thuyền là bay lên cung trăng, rồi chú Quệ đó dắt cô Hồng Nha đi trốn hay là ở chỗ khác. Thời đó bà đã nói có vệ tinh bay lên cung trăng rồi. Mà lúc đó chưa có Apollo bay lên. Hồi đó có rồi, nhưng mà À. ông mình không hiểu là ông đặt cái bài đó từ thời nào, Ừ. nhưng mà nó có cái Cái câu câu đó đó đó, rất là hay ha. rất hay. Mà con nghe cái bài trong đây là bài Mùa Thi. Có cái đoạn mà cô vừa hát vừa diễn mà vừa khóc. Thì đúng rồi, từ hồi đó thi rớt mà, thi rớt cho nên mới hợp tâm trạng quá, cho nên Khóc luôn. mẹ Kiều Hạnh mới cho hát bài đó. Hôm nay ngày thi, bao nhiêu người đi sẽ dồn dịp lớp tràn lên niềm vui văn vương. Thi ơi là thi, sinh đi là chi, bay nghẹn ngào bám ồn ào còn vui vì đi. Đây bao bộ mặt cười ra nước mắt, tham cơ học tài mà thi phận. Mai kia còn thi, ôi đời đời khóc cùng cười hòa theo mùa thi. Hôm nay ngày thi, bao nhiêu người đi sẽ dồn dịp lớp tràn lên niềm vui văn vương. Thi ơi là thi, xin đi làm chi, bay ngàn ngào bám ồn ào tôi vui vì mi. Đây bao bộ mặt cười ra nước mắt, hát chung với Bạch La. À cô Bạch La. Bạch La là con nhạc sĩ Hoàng Trọng. Dạ. À, là bài Mùa Thi là cô hát song ca chứ không phải hát mình. Có đoạn hát một mình. Ừ. Cái đoạn mà Kim Nhi nghe cô hát mà cô khóc đó, thì Dạ. là cô hát một mình. Một mình. Thưa cô, nhắc đến ban tuổi xanh đó thì nhắc đến các chị của cô là cô Mai Hương, cô Bạch Tuyết. Thì cô Bạch Tuyết cũng vừa mới mất, thì cô nhớ những kỷ niệm gì với các chị của mình? Chị Mai Hương thì cũng có nhiều kỷ niệm lắm nè. Chị Yeah. rất là hiền, Yeah. mà chị Bạch Tuyết cũng rất là hiền. Yeah. Mà chị Bạch Tuyết thì giỏi lắm, thì mà đẹp nữa. Chị mỗi lần ngày chủ nhật hay là thứ bảy gì đó là họp lại đó, là cổ là người Đẹp. dợ khác cho Các các cô. cô, các người trong ban đó, Dạ. Các em bé đó. em bé đó. Dạ. Thì là
chị Bạch Tuyết thì chị học giỏi lắm mà đều Mai với chị Bạch Tuyết đó thì là không có nói chuyện nhiều giống như chị Mai Hương. Từ bây giờ chị Bạch Tuyết chỉ hoạt động ít từ bây chị lo học. Đúng rồi. Dạ. Đó là những gì mà cô nhớ về các chị là cô Mai Hương và cô Bạch Tuyết. Thưa cô, nhắc đến ban tuổi xanh đó, thì con thấy có những cái vở hoặc là những cái nhạc cảnh mà cô đã đóng qua cũng rất là thành công thời đó. Cô nhớ là những cái vở nào được quay? Thật sự là rất là nhiều. Nhưng mà cái vở mà có thể là làm cho những người ta nhớ tới cô đó, đó là cái vở Bạch Tuyết Bảy Chú Lùng. Thì Snow White đó. Thì là cô đóng vai là Snow White. Bạch Tuyết. Bạch Tuyết đó. Thì là cái vở đó là công phu lắm. Ai quay cô? Cái đó là ông Lê Hoàng Hoa, đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Rồi thêm vở nào nữa cô? Vở Bé Tâm Thoả Ngọc. Mẹ Tâm Thoả Ngọc. Bé Tâm Thoả Ngọc cũng một cái vở kịch rất là hay. Thì là kịch thơ mà kịch nói luôn. Cũng hay lắm. Có hát ở trong đó nữa. Thì nêu lên cái tấm lòng chí hiếu đó. Thì là hay lắm. Thì cô đóng vai Bé Tâm. Bé Tâm. Hôm nay nhân dịp mà Jimmy mời cô Phương Mai có một phần để nhắc đến ban thiếu nhi tuổi xanh. Cũng là một điều mà Jimmy có dịp nghe lại thì mới thấy rằng nền văn nghệ của Việt Nam trước 75 phong phú quá. Riêng cái mảng về cho thiếu nhi có những bài hát rất là dạt dào, tình yêu nước cô ha. Rồi kính trọng người lớn, yêu thương cha mẹ, rồi cố gắng học hành. Đó là những cái bộ môn giáo dục công dân mà hình như bây giờ con thấy nó bị thiếu ở Việt Nam. Hơi thiếu. Đó là một điều mà hôm nay Jimmy cũng muốn nhắc lại và cũng như là một phần để vinh danh một ban thiếu nhi do kịch sĩ Kiều Hạnh và ông Phạm Đình Sĩ đã có công làm trưởng ban. Cảm ơn Jimmy. Thưa cô, lúc nãy cô cháu mình có nhắc về ban tuổi xanh của bà Kiều Hạnh. Thì bên cạnh đó con được biết là cô cũng đã thâu dĩa cho hãng Asia Sóng Nhạc. Con xin mời cô kể cái cơ duyên từ đâu mà cô cộng tác với hãng dĩa. Cô không biết là cái cơ duyên nào, nhưng mà sau đó đó thì cô có thể là cô thâu một vài cái dĩa hát Em Bé Quê. Thì là ông Quanh đó, ông chủ hãng dĩa Asia đã Sóng Nhạc đó. Thì lúc đó thì cô cũng bắt đầu hơi là teenage rồi. Thì là ông thấy cô đó, ông cũng thương. Rồi thì ông mới nói là ông cho cô học nhạc. Cho cô đi học nhạc, cho cô đi học ngâm thơ. Để như đầu tư đó. Đầu tư cho cô. Để cho cô giỏi, ông muốn cô giỏi mà. Thành ra ông cho cô, ông trả tiền cho người ta dạy cho cô học. Nhưng mà là cô học ai? Học học nhạc thì ông Nguyên Phúc, Nghiêm Phúc Phi. Nhạc sĩ. Còn học ngâm thơ là cô Hồ Điệp. Nhưng mà đều không có học nhiều lắm. Là vì cô phải lúc đó là nghĩ tới chuyện học hành đó. Thành ra cô cũng rồi làm văn nghệ chuyện này kia cũng ít thì giờ. Vậy thì nhưng mà cũng biết ngâm thơ rồi. Đời thì không có biết mấy, cũng sơ sơ vậy thôi chứ không có biết đâu. Nhiều như người ta đâu, nhưng mà đều cũng đại khái có học qua. Thì là Sóng Nhạc đó thì ổng mới mua vải này kia, mua quần, mua áo cho cô để may áo. Ông Sóng Nhạc rất là tốt. Rồi ổng dắt cô đi mua vải để may áo cho cô. Để cho cô đi hát này kia. Nhạc sĩ Minh Kỳ có đặt bài nào cho cô không? Có, ông Minh Kỳ ổng đặt cái bài Mùa Xuân Gửi Em. Bài đó là cô là người hát đầu tiên. Vậy hả cô? Bài này thì đó lúc đầu cô có nói là trên YouTube người ta cứ để lộn tên của cô đó. Bản này cũng rất là thích, rất là dễ thương. Sau khi cô hát rồi thì có cô Trúc Mai cũng thâu vào băng. Rồi ở hải ngoại này thì gần đây thì chị Như Quỳnh cũng có hát cái bài đó. Thưa cô, bài Mùa Xuân Gửi Em thì được dùng trong rất nhiều những mùa xuân từ trước 75 cũng như là ở hải ngoại. Vì đơn côi anh chúc em thêm đẹp
bên cạnh bài đó thì cô còn thâu một vài bài khác cho hãng dễ sống nhạc Ira nữa phải không? Có, cô thâu bài Hoa Xuân. Rồi cô thâu bài Nhạc Khúc Mừng Xuân. Ừ, Nhạc Khúc Mừng Xuân của nhạc sĩ... Của ông Phạm Mạnh Cương. Dạ, nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Chồng của cô Như Hảo đó. Dạ. Đàn chim tung bay trong gió giữa ánh nắng hồng mùa xuân mới. Màn hoa phải tươi chim hót dưới trên cành chào xuân tới. Cùng ca tiếng mừng xuân và tiếng mưa sầu đông. Trên giang với trong câu ca triền miên. Thành đô cao nguyên thôn xóm ta canh tưng bừng mừng xuân tới. Buồn vui mà là chan chứa ánh sáng yêu đời nào người ơi. Màn sắc khắp mùa hoa, hòa tiếng hát lời ca. Tình xuân miên man say sưa thay. Nhắc đến nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương thì cô có cộng tác với ban Hoa Thời Đại của ông Phạm Mạnh Cương không? Có. Hồi xưa đó là hát với Hoa Thời Đại. Dạ. Rồi cũng có hát đài phát thanh Hoa Thời Đại. Dạ. Và lúc đó là cô đã lên ban người lớn rồi. Đã bắt đầu hơn người lớn rồi đó. Ok. Ngoài ban Hoa Thời Đại còn ban nào nữa cô? Ngoài ra đó thì cô có hát ban ông Nhật Trường. Tiếng hát 20. Dạ, tiếng hát đôi mươi. Đôi mươi. Dạ. Còn ban nào nữa cô? Có nhiều lắm. Những cái ban ở trên đài hễ mà gặp hay lắm, không biết không, mình cũng có vô đâu hết, hễ thấy đâu gặp đâu là hỏi đó rồi. Dạ. Là vậy đó. Nhắc đến ban tiếng hát đôi mươi của ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh á, thì cô cũng có một cái bức ảnh là cô chụp với ông Nhật Trường nè, rồi cô Hồng Tước, cô Như Thủy. Đúng. Đó là ban nào vậy cô? Đó là ban Tứ Ca Nhật Trường. Ồ, Tứ Ca Nhật Trường. À, đó là từ đâu mà lại cô lại cộng tác với Tứ Ca Nhật Trường? Thì lúc đó cô cũng hơi lớn lớn rồi. Dạ. Thì là cô bắt đầu giống như là ông Nhật Trường hát trong ban của ổng đó. Thì ổng ổng cũng bắt đầu đi hát phòng trà. Ok. Ổng hát ở Ritz. Thì là ổng mới là phọt mê một cái ban hát nữ đó. Dạ. Thì là gọi ban Tứ Ca, Tứ Ca Nhật Trường. Dạ. Thì là hát... có khi hát riêng mà cũng có khi hát chung với ổng. Dạ. Đó. Thì bắt đầu từ đó là mặc áo dài rồi đi hát chung với mấy chị rồi. Dạ. Đó, đó là cái version thứ mấy của Tứ Ca Nhật Trường thưa cô? Cô với cô Hồng Tước đó. Chính ra là cô là thứ nhất á. Đầu tiên của Tứ Ca Nhật Trường. Dạ. Là hát phòng trà thôi. Hát phòng trà thôi. Có thâu băng bao giờ với Tứ Ca không. Nhật Trường chưa? Dạ. Sau này là thâu băng chắc ai thâu cô không biết. Dạ. Đó là chúng ta biết thêm một chi tiết về ban Tứ Ca Nhật Trường. Thưa cô, nhắc đến những đài phát thanh của cộng tác đó, thì con hôm nay muốn nhờ cô kể tên những cái đài nào mà cô đã làm việc ngày xưa qua. Đài phát thanh Sài Gòn. Rồi đài Quân đội. Rồi đài Tự Do. Đài Tự Do, ok. Nhắc đến đài phát thanh thì đài Mẹ Việt Nam với đài Tiếng Nói Tự Do. Hai đài là một hay là hai khác nhau? Không, hai đài đó là khác nhau. Ok. Dạ. Cùng đi vô một con đường chỗ đó nhưng mà là không có làm chung. À, mà cũng không phải là đổi tên sau này không? Không, không đổi tên. Dạ. Nhắc đến những ngày trước 75 cô làm việc thì thấy có cơ quan của Mỹ mà cô đã làm việc qua. Có, cô có làm ở Just Bao. Đó là cơ quan gì thưa cô? Bộ Thông tin Hoa Kỳ. Cô làm chung với nghệ sĩ Kim Tuyến. À, cô Kim Tuyến. Dạ. Rồi ai nữa? Ai làm? Hình như ông Thanh Hoài. Dạ. Ông Đinh Việt Lan. Dạ. Nhạc sĩ Đinh Việt Lan. Dạ. Cái đó cũng là đài phát thanh hay là chỉ làm về... Chính ra là thâu thanh, có thâu thanh. Dạ. Rồi cũng có hát hay sao cô? Có hát, có kịch, có này kia. Dạ. Thông tin vậy người ta làm chứ mình đâu làm. Mình làm khác. Thời điểm đó đó, cô có làm full time ở nơi đâu không? Đài nào không? Hồi đó đó thì cô không có chết bao hay là cô làm full time. Full time, ok. Mốt là full time đó, tới hàng ngày đi vô đi làm này kia. Rồi sau đó có đổi qua chỗ khác không? Sau đó rồi thì không biết làm sao, làm như nó hết cái chương trình đó. Dạ. Cho nên ngừng. Dạ. Không có làm nữa. Dạ. Thì là cô vẫn tiếp tục làm những cái công việc bình thường, cũng đi hát, cũng
này kia vậy thôi. Yeah. Cho đến khi cô được vào làm ở Đài Mẹ Việt Nam. À, Đài Mẹ Việt Nam. À, Đài Mẹ Việt Nam thì cô cũng làm full time với những nghệ sĩ nào? Cô làm full time. Yeah. Thì cái đó là coi như là cô làm giống như là căn bản á. Ừ. Từ lúc đó mình nói thật là mình cũng muốn làm có tiền căn bản. Yeah. À, thì là đi vào đó làm thì cô làm chung với cô Tuyết Hằng, ban tâm ca Đông Phương. Ồ, cô Tuyết Hằng trong đó. À, có ông Vũ Huyến. Dạ. Ông Thanh Thoại. Dạ. Ông chú Viêm, tức là chú Hoài Trung. Dạ, ông Hoài Trung. Xuân Phát. Ồ, nghệ sĩ Xuân Phát. Ông Lữ Liên. Ừ, nghệ sĩ Lữ Liên trong đó. Cô Hoàng Oanh với cô Thái Thanh có phải là nhân viên full time của Đài Mẹ Việt Nam hay không? Cô nghĩ là không. Dạ. Hai người đó chắc là chỉ làm công tác giống như là mời hát vậy. Dạ. Là cô làm thường trực ở cô đài. Là làm ở đó thường trực. Dạ. Chị My có một bức ảnh của cô, chắc là cũng là thời gian làm cho Đài Phát thanh Mẹ Việt Nam quá. Hình ảnh này nè quý vị. Đúng rồi. Rất là xinh. Thưa cô, nhắc đến những cái thời gian cô làm việc cho Đài Mẹ Việt Nam đó, thì Đài Mẹ Việt Nam đây ở miền Nam là nghe được phải không cô? Ở miền Nam thì là nếu mà Sài Gòn thì chắc cũng khó nghe được. À, vậy hả? Vậy đâu mới nghe được rõ cái đài đó? Rõ cái đài đó là phải nói ở ngoài Huế, từ ngoài Huế trở đi. À, vậy là mấy chương trình chiêu hồi là từ đài đó? Ừ, okay. Từ ở đó là người ta nói phát đi ra ngoài Bắc á. Ok, dạ, là từ Đài Mẹ Việt Nam. À, con có nghe những người lớn có kể lại là thời đó có một ban gọi là Tứ Quái Giao Chỉ. Hình như có cô trong đó. Cô là Tứ Quái mà. Sorry. Là đài nào? Đài nào? Cái đó, đó là Đài Mẹ Việt Nam đó. Đài Mẹ Việt Nam. Ban Tứ Quái Giao Chỉ là làm về gì và thành viên gồm có ai? À, thành viên đó là có cô. Dạ. Yeah. Có cô Tuyết Hằng. Cô Tuyết Hằng. Rồi có Ngọc Thu. À, là Bích Hảo đó. À, cô Bích Hảo. Rồi có anh Dưỡng, anh Nguyễn Dưỡng. Dạ. Yeah. À. Rồi thì chỉ có vậy thôi, bốn người. Tứ yeah. Quái mà. Tứ Quái Giao Chỉ. Và làm hát hay đọc hay nói về cái gì? Cái đó là cái chương trình đó, đó là giống như là một cái chương trình giải trí. À, soạn nhạc, không phải soạn nhạc, soạn giống như là những cái được tìm hiểu về thế giới bên ngoài của cái nước Việt Nam mình, chẳng hạn như Mỹ hay là Ý hay là những cái kỳ quan hay là những cái gì của cái nước ngoài á. Có chit chat trong đó phải không? Có nói. À. Lúc đó là mình phải viết những cái skip, mình phải viết ra những cái đó rồi mình người này kia nói ra nói lại, nói qua nói lại vậy đó. Dạ. Mà mỗi lần làm trong đó như vậy là phát thanh như vậy thì có dùng tên thật như là Phương Mai rồi Bích Hảo gì không? Không, những cái chương trình cô làm ở Đài Mẹ Việt Nam á, nếu mà người ta không biết mình á thì người không ai biết hết á. Là phải đổi tên. Phải đổi tên. Tại sao vậy cô? Không biết nữa, chắc người ta muốn giữ cái gì đó an toàn cho các con. Dạ. Vậy thì lúc đó là cô đổi tên gì? Cô tên là Mai Khanh. Cô đổi tên là Mai Khanh. Rồi cô Tuyết Hằng. Cô Tuyết Hằng là Mai Thi. Cô Mai Thi. Rồi hai người còn lại. Hai người kia là Bích Hảo là Ngọc Thu. Là Ngọc Thu. Rồi anh Dưỡng là Nguyễn Dương. Nguyễn Dương. Cho nên bây giờ chắc là phải là những quý vị nào mà ở miền Bắc cái thời trước 75 ở chỗ Quảng Trị từ Quảng Trị trở ra đó thì có bắt được cái làn sóng của Đài Mẹ Việt Nam chắc nhận ra những tiếng nói này. Quý vị thấy là cứ Ngọc Thu là cô Bích Hảo, Mai Khanh là cô. Tên Mai Khanh đẹp quá và Mai Thi là cô Tuyết Hằng cũng đẹp quá, là ai đặt ra chắc các cô những cái tên đó? Thật sự là khi ở nhà đó thì chị Mai Hương là chỉ có cháu baby đó. Dạ. Thì là Phương Mai mới nói chị Hương, chị mới hỏi ở nhà này cái nọ là muốn đặt tên cho con đó. Mà suy nghĩ thì Phương Mai nói lấy tên Mai Khanh đi. À, tự đầu vụt ra thôi. Dạ, thì Phương Mai nói với chị vậy chứ không có nói là bắt chị phải làm vậy. Okay. Chỉ có nói khơi khơi vậy thôi. À. Phương Mai mới nói là chị là Mai Hương thì có con là Mai Khanh đi. Thì sau này đó là cô đi vô đó thì cô làm Đài Phát thanh thì cô cũng lấy tên là Mai Khanh. À, và Mai Thi cũng là một người tên người con của cô cũng Mai Hương. Cũng là con cơ, mà không hiểu sao là lúc đó thì lại nói là Mai Thi cũng hiểu, chắc là cũng đưa ý kiến. Dạ. Mà lúc đó đó các cô trong chương trình Tứ Quái Giao Chỉ đó là có hát luôn hay không, là chỉ nói thôi rồi bật nhạc ngoại quốc, bật nhạc ngoại quốc? Chỉ có bật tìm nhạc ngoại quốc. Dạ.
cũng có hát những cái chẳng hạn như là hát tếu thôi, hát giống như là commit, hát hát tếu chơi vậy thôi thì có, chứ không có hát giống như là từ bài từ bài. Nói với nhau rồi phát những bài ngoại quốc cũng là một đó rất là hay. Pháp có, Ý có, Nhật có, whatever. Lúc nãy cô cháu mình đang nói về ban Tứ Quái Giao Chỉ, một cái ban trẻ thời điểm đó để phát ra ngoài từ vị tuyến 17 trở ra Bắc. Thì cái lúc đó đó cô có được, sau này cô có nghe thông tin là những người nào mà đào thoát ra mà nghe chương trình của các cô không? Những người trẻ đó họ nghe nhiều lắm, họ gửi thơ về trước cho đài. Là từ ngoài Bắc hay là? Ngoài Bắc. Oh, wow. Những cái chiến sĩ ngoài đó đó họ những cán binh ngoài đó đó. Họ nghe rồi họ gửi thơ. Rồi thì ở đó người ta nói cho mình biết vậy. Mà thưa cô, ban Tứ Quái Giao Chỉ là con thấy có cái hình ảnh mà cô phải ngồi cô nghe từng nhạc ngoại quốc là cô phải chọn bài phải không? Chọn bài. Cô phải chọn bài. Cái quá trình thực hiện có khó khăn có? Cũng không có khó gì. Thí dụ như cái chương trình đó mình đặt, khi mình viết cái chương trình ra theo cái đề tài mình sưu tầm đó. Qua báo chí chứ không phải tự mình làm. Thì là qua báo chí đó thì mình làm đó, mình lựa nhạc. Những cái nhạc giống như là sau này mà mình ở đây người ta gọi là DJ phải không? DJ. Đó, người ta gọi là vậy đó. Thì đó là mình lựa nhạc. Nhạc Ấn Độ hay là nhạc Mỹ hay là nhạc Nhật. Thay đổi variety vậy đó. Để mà hát, để giới thiệu. Để giới thiệu cho khán giả biết nghe những cái loại nhạc mới. Những cái loại nhạc ngoài thế giới. Đôi khi những người ngoài miền Bắc mà có thấy hay quá cũng vô miền Nam tìm tự do. Không có thì người ta không nghe được. Có thể họ không biết. Mình gửi mấy cái đó ra cho họ nghe. Cái chương trình mà của Đài Mẹ Việt Nam đó, con thấy nó cũng cái gì đó nó rất là hay. Hay lắm chứ, hay lắm á. Cái chương trình đó nó có cái chương trình gọi là Sinh Bắc Tử Nam nó cũng hay lắm á. Cô có làm trong Sinh Bắc? Cô không có đọc. Thời điểm đó thì ai là thường làm những chương trình mà Sinh Bắc Tử Nam? Sinh Bắc Tử Nam thì người ta lấy cái hồ sơ những người mất đi đó. Rồi những cán binh. Cán binh đó. Mất đi rồi người ta đọc lên để cho tìm thân nhân. Lúc đó cô có hát những bài hát nào mang tính chiêu hồi không thưa cô? Hình như có hát chung, với rồi cũng không có hát riêng mà có hát chung. Thưa cô, con được biết là có thời gian cô có thâu cải lương nữa phải không? Có một cái dĩa hát cô thâu cải lương. Mà cô không có hát nhiều. Cô hát có một bài rất là ngắn. Là bài gì cô? Cái bài đó người ta lấy tên là Sơn Đông Hướng Mã. Sơn Đông Hướng Mã. Thì là trong cái đó là nói là đại khái là con phải đi chạy, đi hát ở ngoài đường kiếm tiền về cho mẹ, mua thuốc cho mẹ. Thì là cô đóng cái vai đó. Với ai trong cái vở đó? Cái vở đó thì cô đóng chung với nghệ sĩ Hữu Phước. Cô Thanh Nga. Rồi hình như có cô, hình như có một vài người nữa cũng nghệ sĩ cũng lão thành nổi tiếng. Thưa cô, khi mà con thực hiện chương trình này đó thì cũng nhiều khán giả người ta cũng nhắn hỏi thăm cô, là bởi vì người ta chỉ thấy cô là trong ban Tuổi Xanh rồi có người nói là sau đó không thấy cô hát nữa. Cảm ơn. Nhưng mà đâu biết rằng là sau đó cô đã cộng tác với đài phát thanh mà cô đổi tên đâu. Đó. Cái đó là tự nhiên người ta yêu cầu mình đổi tên. Mà khi mà cái lúc đó cô đổi tên như vậy rồi cô có ra ngoài cô vẫn đi hát bình thường hay là chỉ làm đài phát thanh thôi? Thì là cái lúc đó thì cô nghĩ là như cô làm cũng có đi hát phòng trà mà hát ít lại. Tại vì cô cũng đã có tiền. Năm 75 ập tới thì cô ra hải ngoại bằng cách nào? Thì là cô làm ở đài đó thì là tới giờ chót đó thì ở đài mới nói rằng là mình sẽ đi mình sẽ đi ra Phú Quốc ở đó một thời gian ngắn rồi khi nào mà tình hình sáng sủa trở lại mình đi làm lại. Thì cô chỉ đi theo đài là vì công sở mà. Công sở nói là vì đồng tiền cho nên mình đi theo thôi. Mà cũng không có biết là mình sẽ đi di tản. Cô không có biết là mình đi Mỹ đâu. Nhưng mà sau này mình biết. Mà khi qua bên đây thì cô ở đâu? Ở cái bang nào đầu tiên? Thật sự là cô qua bên đây á, trước khi đi đó thì cô cũng đã nghe rồi. Cô cũng biết là sẽ đi đâu rồi. Nhưng mà người ta không có nói.
ra hoàn toàn. Nhưng mà cô biết là sẽ đi thôi. Nhưng mà cô còn kẹt gia đình, ba má, anh chị em này kia. Thì lúc đó đó là cô vào, cô xin ông Minh Chánh đó. Ông Trung tá Minh Chánh đó, nói là con biết gia đình con là ở đi di tản đi ra Phú Quốc rồi, mà con ở Sài Gòn con không có biết là đài hay sở sẽ đưa mình đi đâu, thành ra con không đi đâu. Thì là ông mới thấy vậy, ông tội đó. Thì ông mới nói chứ chúng ta nói cho con nghe, nhưng mà con đừng có nói cho ai biết là mình sẽ đi ra Phú Quốc. Thì Phương Mai có một cái tia hy vọng là sẽ gặp gia đình ở Phú Quốc. Từ gia đình cô là Nha Trang. Thành đã đi cái di tản đó là ra Phú Quốc, mà đâu có biết là mình cô được một cái tin là gia đình ở Phú Quốc thôi. Thành ra cái người mà đưa cái tin đó đó là cái người sáng tác ra cái bộ chữ Việt Nam đầu tiên ở Mỹ này đó. Cô. Cái bộ chữ mà có cái dấu Việt Nam đó. Là tên gì cô? Hồ Thành Việt. Hồ Thành Việt. Đó là cái người sáng tác, người đó đó đưa cho cô cái tin là gặp gia đình. Gia đình ở Phú Quốc. Trong những ngày mà chạy loạn cuối tháng 4 như vậy đó cô, thì nhất là đài Mẹ Việt Nam là một cái đài của cơ quan của Mỹ đúng không? Vậy thì chắc lúc đó mọi người chắc cũng rất là lo lắng ha cô ha? Cũng lo lắng, cô thì không có lo. Cô cũng chẳng biết lo là gì. Nhưng mà đại khái là cô chỉ có muốn gặp gia đình thôi. Tự cô ở Sài Gòn có mình mà. Rồi thì mà thấy người ta loạn lạc này kia cái nọ thì mình muốn về nhà. Chứ gần gia đình vậy thôi đó. Thì là muốn gặp gia đình để cùng đi vậy thôi à. Hay là đi hay không đi vậy đó thì cũng có gia đình vậy đó. Mà khi qua bên đây là cô ở tư ban là đầu tiên? Đầu tiên là cô đi sponsor, là người ta sponsor cho cô ở Missouri. Missouri. Kansas City. Lúc qua bên đó thì cô có nghĩ là mình sẽ đi hát trở lại hay là đi làm gì trở lại không? Thật sự là lúc đó là nói thiệt ra mình không có bao giờ nghĩ chuyện đi hát. Chỉ có mong làm sao mình có cái gì để mình sống thôi. Tại mình đâu có biết giờ qua đây làm gì. Cô lúc đó cô không có biết giờ qua đây làm gì, thấy người chung quanh mình là người lạ không à. Thì cô cũng được may mắn là nhà thờ đó giúp á. Thì là cô một tuần là cô đi làm. Cô đi làm ở Crowd Center. Crowd Center cũng là cơ quan. Không, Crowd Center là cái hotel. Thì cô làm ở trong đó, ở trong cái đó nó giống như là một cái Disneyland vậy cháu. Thì trong đó nó cũng có restaurant, nó cũng có shopping, nó cũng có lobby này đại cái vậy đó. Thì là cô làm ở đó thì cô làm rửa chén, quét nhà hay là lo trong tiệm ăn cho người ta đó. Thì cô làm trong đó thì rửa chén. Mà cái máy rửa chén nó dài lắm, bự lắm á. Xong rồi cô làm ở nhà bếp á. Rồi thì ở đó cũng có mấy người Việt Nam. Giàu lắm, hồi Việt Nam là giàu lắm. Bây giờ đi qua là cũng phải làm mà nấu bếp. Rồi cũng phải đại khái là vậy đó. Thì mà làm chung với cô làm đó như có thời gian cô hát bên đó nữa cơ. Có. Cô làm ban ngày trong restaurant ở chỗ cái cổ cô làm. Thì là ở trong đó có cái cô Liên và một ông nữa tên là Phương. Thì hai người này là thực sự là ở Việt Nam đó là hai người có business. Mà bà Liên này là chồng của bà là như trung tá đại tá gì đó. Đó thì là bà biết cô. Cái thì bà mới nói với mọi người, bà mới nói mọi người là gặp cô là vậy đó. Thì mà cô làm cô khóc hoài, tự cô không có biết làm. Xong rồi thì tuổi thân à, tuổi thân là thì cũng có tuổi thân đó nhưng mà không biết làm sao ấy đó. Nhưng mà rồi người ta cũng giúp dạy mình làm đó. Thế là mà cô làm giỏi đó. Thì cô làm cái ông chủ cái Trenovic á, ông nhận cô làm. Ông nói ông mướn cô làm, nhưng mà ông nói là nếu mà một tuần mà không thấy được á thì ông sẽ cho có cái paycheck. Tức là nếu mà làm được là ông cho có nghỉ. Đúng rồi. Cái sau mà làm làm một thời gian thấy không có thấy nói gì hết từ năm lận á. Cái rồi thì người ta đó người ta mới biết cô đó, thì không biết làm sao mà người ta biết, người ta tìm đến. Người ta tìm đến thì
người ta phỏng vấn cô, người ta phỏng vấn hết một vài người Việt Nam, từ đó ít Việt Nam lắm. Cái lúc đó thì là người ta mới nói tới cô, thì cái báo của cái người Mỹ đó, báo Star của Kansas City, nó mới tới, nó phỏng vấn cô. Thì ở đó, đó người ta mới cho cô hát ở trên lầu. Hát nhạc Mỹ? Không, mình hát nhạc Việt, cũng có một vài người tiếng Mỹ, có một vài bài Mỹ cô tập. Thì cô cũng có tập hát, thì hát người ta trả tiền cho mình. Rồi ở đó bao lâu cô lại dọn qua Cali? Cô ở đó được khoảng gần 2 năm. 2 năm là cô dọn qua Cali này. Cô dọn ngồi từ gia đình của cô bên này. Khi mà cô qua đây cô có hát cho phòng trà hay khi vũ trường nào bên này không? Có, cô có hát ở weekend thôi. Thì ban ngày cô vẫn đi làm công sở. Lúc đó cô đi làm công sở phường Thai. Thành ra cô không có thời giờ, cô đi làm weekend thì cô hát ở nhà hàng Sóc Nâu á. Sóc Nâu. Ở đường Broker. Hình như có cô ca sĩ nào thời đó với cô đó. À, cô Vân Uyên. Vân Uyên. Cô có thâu băng gì bên này không? Qua bên hải ngoại này. À, thâu băng hả? Yeah. Thâu băng thì hình cô có thâu một cuốn với ông Nguyễn Long. Là phim hả? Là phim. Phim đó là Thúy đã đi rồi. Cô đóng vai Thúy hay ai? Cô không biết cô vai Thúy hay vai gì mà cô thấy cô sửa soạn quần áo rồi bỏ nhà ra đi. Cô quay mà không biết cái phim đó nằm ở đâu thì cô cũng tìm ra được. Dạ, phim Thúy đã đi rồi đó. Hôm nay Jimmy rất là cảm ơn cô đã dành cho chương trình một buổi tâm tình này. Nhắc đến cô thì phải nhắc đến ban tuổi xanh của ca sĩ Kiều Hạnh, rồi sau đó của cộng tác với các đài phát thanh. Cho nên là cái thời gian trước 75 thì cô cũng sinh hoạt rất là đều đặn, chứ không có bị gián đoạn như là nhiều người lầm tưởng. Và cô vẫn còn ở đây với chúng ta. Thì và cùng với lời chào vừa rồi kết thúc chương trình Jimmy Show ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Mm-hmm.